chào quý khách. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2019, là 1 tháng 9 âm lịch, tức ngày 29 tháng 9 năm 2019 dương lịch. Thì thay mặt đầu bố Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một tháng mới tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay Thành Luân rất vinh dự được giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Tinh Quốc Nghê, một 12 gồm có 10 món, một 12 chân 14 thẳng tiến cong mẫu 2019. Và phía bên này, phía bên đây là một chiếc chạy TV. Tiếp tục một chiếc chạy TV sẽ là một chiếc đang hoàn thiện nhau. Chạy TV của Ngô Mùn giá nhất chính rất nhạc. Và phía trong đây là một chiếc tủ góc của Ngô Mùn. Chiếc tủ kiệu góc và Ngô Mùn cũng được Thành Luân đã hoàn thiện xong. Và bộ sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện theo đơn đặt hàng của chú Chỉnh đến từ Lâm Thao Phú Thọ. Chú đến từ Lâm Thao Phú Thọ, hôm trước chú đã về ký nhận với bộ sản phẩm trên và chúng tôi đã hoàn thiện xong. Đến ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà chú Chỉnh. Thì Thành Luân xin giới thiệu với toàn thể khách hàng chi tiết của cái bộ sản phẩm này khi đã hoàn thiện. Và ngoài bộ sản phẩm ra thì còn chiếc giường hồng lít của chú Chỉnh, chú Lâm Thao Thọ tôi cũng đã hoàn thiện xong. Và sau đây Thành Luân sẽ cùng khách đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Vâng, trên màn hình quý vị đang thấy đây là bộ nội thất phòng khách mà Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Đó là bánh vác ly theo đơn đặt hàng của chú Chỉnh, chú đến từ Lâm Thao Phú Thọ. Chú đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 chân 14 bằng gỗ mun siêu VIP và một chiếc tủ kệ TV kích thước dài 2m9 kệ kiểu mõ đồng tiền. Phía trong là một chiếc tủ rượu góc bằng gỗ mun. Góc này góc vuông 70 có đấy, Được tí ra lấy xong được. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê trước. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê trên màn hình quý vị đã thấy là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gồm có 10 món. Và Thành Luân xin quý khách khoảng 5 đến 10 phút để đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế trước tiên. Trước đây hôm trước chúng tôi đã giới thiệu phần mộc rồi. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện phần hoàn thiện cuối cùng và quay lên để giới thiệu khách. Bộ này gồm có 10 món. Một chiếc ghế dài siêu VIP luôn. Siêu dày và siêu khủng. Và cái dáng ghế thì quý khách có thể thấy được. Chúng tôi là đây là mẫu năm 2019 mà trước đây chúng tôi đã bàn giao gia đình anh Minh ở Sài Gòn một bộ tương tự như này. Và bộ này là bộ sản phẩm đục tứ diện, đục bốn mặt như nhau. Đục bốn mặt như nhau theo yêu cầu của chú Chỉnh đến từ Lâm Thao Phú Thọ. Rất đẹp và toàn bộ sản phẩm trên được chọn gỗ, chọn vân từ A đến Z, từ đầu đến cuối. Từng thanh gỗ một. Và chú Chỉnh là một khách hàng cực kỳ là khó tính. Chú hôm trước chú về với Thành Luân, chúng tôi thì chú cũng đã tâm sự là chú đi rất nhiều các đơn vị rồi. Nhưng mà cuối cùng, điểm dừng chân cuối cùng đó là đồ gỗ Thành Luân. Khách cùng xem video clip khi chú Chỉnh nhận xét về sản phẩm của sản phẩm mà khi chú về đến mộc ở phía dưới phần mô tả của video này. Phía dưới phần mô tả video chúng tôi sẽ để cái link mà chú Chỉnh là người trực tiếp review và nói gì về bộ bàn ghế này. Chú Chỉnh là chủ nhân của bộ sản phẩm trên. Một ghế dài và bốn chiếc ghế đơn. Vân tuyệt đỉnh luôn. Vân nó quá đẳng cấp, đỉnh cao. Đấy, và chúng tôi sẽ hẹn với khách trong một cái video clip khi chúng tôi là bàn giao cho chú Chỉnh. Chúng tôi sẽ quay trực tiếp tại gia đình chú Chỉnh. Và hai chiếc đôn trà. Vân gỗ nó quá đẹp luôn. Chân gồm một phần. Và chi tiết thông tin của thông số kỹ thuật của bộ bàn ghế này, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi để được
biết được cái thông tin về sản phẩm kỹ hơn. Trong video clip này chúng tôi không thể giới thiệu được tường tận, từng chi tiết một. Khi khách hàng xem hàng ở trên màn hình TV thì khách chỉ nhìn thấy được là tôi quay nó vân nó đẹp như này thôi, nhưng mà về thông số kỹ thuật thì chắc chắn là quý khách không thể biết được. Vì vậy quý khách muốn chi tiết hơn thì hãy liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770888 để được biết về thông số kỹ thuật của sản phẩm trên. Và về giá của sản phẩm này cũng vậy, khách vui lòng liên hệ với Thành Luân, bởi vì là cái phần giá rất quan trọng, giá là rất quan trọng. Đó, chúng tôi lại không công khai bởi vì là rất nhiều lý do. Đó, bởi vì là cũng một bộ quần ghế mình nghe này, khi quý khách hàng xem ở trên màn hình nhỏ thì quý khách hàng có thể thấy được đâu không thể phân biệt được đâu là hàng thường và hàng VIP, trừ ra những khách hàng thật sự tinh ý thì nhìn sơ qua thôi là cũng thấy được. Nhưng mà rất nhiều khách hàng thì cái số những khách hàng biết được tinh ý để nhìn nhận ra được cái hàng và cái thông số kỹ thuật thì rất chi là hiếm. Vì vậy là chúng tôi là rất mong muốn khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho Thành Luân để chúng tôi được tư vấn cho quý khách, tư vấn để quý khách được biết về các bộ sản phẩm. Đây là bộ bàn ghế đục chạm tứ diện, đây là mặt sau của bộ ghế này. Các vách này chúng tôi là đục tam sư vàn cầu, đục tứ diện luôn, mặt trước cũng như mặt sau đều đục tứ diện tam sư vàn cầu. Và clip vị đang xem chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy, ngoài bộ bàn ghế Minh Quốc nghe cột 12 gồm có 10 món hàng khủng ra thì còn chiếc kệ TV, kệ TV mẫu kiểu mõ đồng tiền kích thước 29 chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau, và chiếc tủ rượu góc cũng vậy chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau. À, vậy là ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng, Thành Luân sẽ đi bàn giao cho khách hàng ở Phú Thọ, hai khách hàng Phú Thọ. Xin cho chú cái chăn ở cái sập ra cả. Rất nhiều bộ sản phẩm riêng về chú Trịnh ở Lâm Thao Phú Thọ thì là chú có một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Hê là nhân vật chính trong clip này. Và một chiếc tủ kệ TV và một chiếc tủ rượu góc và một chiếc giường hồng Louis bằng gỗ hương. Đấy, và phía bên cạnh đây là chiếc sập thập điểu quần mai chúng tôi cũng bàn giao cho một khách hàng đến từ Phú Thọ, đó là chú Dũng, chú đến từ Phù Linh Phú Thọ. Đó, rất đẹp. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đón tiếp một đoàn khách đến từ Phú Thọ, đó là ở Đoàn Hùng Phú Thọ. Vâng, như vậy là mọi thông tin ý kiến đóng góp cũng như là về các nhận xét về sản phẩm hay là về Thành Luân thì quý khách vui lòng bình luận và comment dưới video clip này để giúp Thành Luân phát triển hơn và hoàn thiện hơn nữa, để cho ra nhiều mẫu mắt đẹp hơn nữa để phục vụ với khách hàng. Và Thành Luân luôn luôn tiếp thu những ý kiến của khách hàng đưa ra với Thành Luân để hoàn thiện hơn, để phục vụ với khách hàng được tốt hơn. Đấy, mọi thông tin ý kiến đóng góp quý khách vui lòng bình luận dưới comment này, bình luận dưới video clip hoặc là liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ like video của Thành Luân để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà mỗi khi tôi là cập nhật lên và đang sản phẩm lên. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.